Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ái Vân sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản ở phố Huế, Hà Nội năm 1954, có mẹ là nghệ sĩ Ái Liên chứ danh miền Bắc một thời, bố là doanh nhân Hà Quang Định, chủ hãng VSV, hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Căn nhà 36-38 phố Huế cùng gánh hát của gia đình là cái nôi đưa Ái Vân vào con đường nghệ thuật. Trong hình, ca sĩ Ái Vân, trái bên em gái Ái Xuân thời bé, Ái Vân thời thiếu nữ. Trong tự truyện Để Gió Cuốn Đi, nữ ca sĩ kể năm 1967, chị được xem bộ phim Cánh Buồm Đỏ Thắm của hãng Morphe Nga. Từ năm 13 tới 18 tuổi, đêm nào Ái Vân cũng mơ về một anh chàng đẹp trai như thủy thủ Grey trong phim, cưỡi cánh buồm đỏ thắm tới cầu hôn chị. Ái Vân khi vào vai chị Nhung trong bộ phim cùng tên năm 1970, mặc dù được đánh giá tốt về diễn xuất, Ái Vân không lấy điện ảnh làm sự nghiệp chính mà theo ca hát. Ái Vân được đánh giá là ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam nửa sau thế kỷ 20. Chị từng đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden, Đức năm 1981 với ca khúc Bài ca xây dựng và bài hát Tiếng Đất Mặt Trời Chưa Bao Giờ Mọc Như Thế. Cuộc sống hôn nhân của Ái Vân gặp nhiều sóng gió. Người chồng đầu để lại cho chị khối nợ nần. Người chồng thứ hai để lại nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Năm 1990, để trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thứ hai, chị vượt biên sang Đức tị nạn. Sau nhiều năm sóng gió tại đây, Ái Vân gặp người chồng thứ ba. Cả hai có với nhau một con gái. Ái Vân cũng đón con trai với người chồng thứ hai qua sống cùng. Gần đây, tôi nghe có những người rất nổi tiếng trong giới văn nghệ cũng mắc bệnh ung thư. Thành ra ai cũng thấy căn bệnh này là nỗi kinh hoàng. Trong thâm tâm, tôi rất muốn có một lúc nào đó được trình bày với những người đang mắc bệnh và cả những người mạnh khỏe về một điều. Đó là dù nó có kinh hoàng đến mức nào, nhưng nếu biết vượt qua thì phép màu sẽ đến. Bình thường, phụ nữ đến khoảng 35 tuổi trở lên mỗi năm phải đi khám định kỳ tổng quát một lần. Tôi cũng trong trường hợp như vậy. Cách đây 8 năm khi đi khám, bác sĩ của tôi phát hiện ra một khối u ở ngực. Bác sĩ đề nghị tôi sắp xếp thời gian để mổ lấy u ngay. Nhưng tôi chẳng thấy mình có dấu hiệu đau đớn gì cả. Thấy mọi thứ vẫn bình thường lắm. Thời gian đó sâu của tôi rất nhiều. Mà sâu ở bên Mỹ không như sâu ở Việt Nam, phải bay xa lắm. Mỗi lần đi phải mất 2 tiếng. Nhiều thì 5 đến 6 tiếng, dứt khoát tôi không chịu mổ. Sau đó một tháng tôi cũng không làm gì hết. Một tháng sau bác sĩ gọi đến hỏi chị đã mổ chưa, tôi hỏi. Mổ cái gì? Mổ lấy cái đấy ra. Nhưng tôi cứ cãi là không thấy gì cả. Nhưng tôi cũng nghe lời bác sĩ đi làm sinh thiết. Cô y tá là người Việt nói, mẫu này em nhìn thấy không hề thích một tí nào cả. Rất ái ngại, chị phải hẹn bác sĩ đi mổ ngay đi. Lúc đó tôi hiểu rằng hễ mắc phải căn bệnh này là chết. Trong vòng 3 ngày tôi lấy hẹn và lên bàn mổ. Sau khi mổ hơn 1 tháng thì bắt đầu giai đoạn hóa trị, rụng tóc. Lúc đó tôi cảm nhận cuộc sống đối với mình sắp kết thúc. Bác sĩ báo tin tôi bị ung thư. Chồng tôi trở về nhà. Anh ấy chăm sóc tôi tỉ mỉ một cách bất thường, như sắp đưa tôi về cõi bên kia. Nhưng lịch diễn của tôi vẫn dày đặc mà tôi không thể nào bỏ sâu được. Show bên kia mình đã hứa thì phải thực hiện, đã quảng cáo với khán giả thì mình phải giữ uy tín. Với lại tôi nghĩ mình cũng cố được nên chỉ 10 ngày sau mổ tôi đã lên sân khấu. Danh nhợ lằng nhằng trong người nhưng tôi vẫn hát, vẫn nhảy. Lần làm hóa trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng. Lúc đó tôi còn nhớ là mình ung thư. Chồng tôi trở về nhà, anh ấy chăm sóc tôi tỉ mỉ một cách bất thường, như sắp đưa tôi về cõi bên kia. Nhưng lịch diễn của tôi vẫn dày đặc mà tôi không thể nào bỏ sâu được. Show bên kia mình đã hứa thì phải thực hiện, đã quảng cáo với khán giả thì mình phải giữ uy tín. Với lại tôi nghĩ mình cũng cố được nên chỉ 10 ngày sau mổ tôi đã lên sân khấu. Danh nhợ lằng nhằng trong người nhưng tôi vẫn hát, vẫn nhảy. Lần làm hóa trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng. Lúc đó tôi còn nhớ là mình. Là mình hát bài Vỗ Cái Trống Cơm. Tôi vẫn phải tập múa với đội múa 1 đến 2 tuần. Đầu không còn sợi tóc nào cả. Đội tóc giả để hát. Tôi không nghĩ hát sẽ là cách để tôi quên đi đau đớn, quên đi cái chết mà tôi đếm từng giờ. Nhưng thật sự khi bước lên sân khấu thì quên hết. Quên đau, quên tất cả mọi thứ. Trong quá trình điều trị hóa trị, một bác sĩ nữ người Mỹ nói, chị đừng có lo,
tai chị to lắm, chị còn sống lâu mà, đừng lo gì cả. Tôi nghĩ hóa ra người Tây mà cũng tin tướng số sao. Ái Vân thuộc lứa ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc, lại có nền tảng nghệ thuật dân gian từ gia đình nên hát rất hay. Không những kỹ thuật mà còn truyền cảm, cô sở hữu chất giọng live Lizzy Cosprano cao, sáng, bay cùng âm sắc vô cùng đặc biệt. Nhờ đó, Ái Vân từ trẻ đã được đông đảo khán giả ái mộ. Cô chính là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của miền Bắc sau 1975 thành công vang dội. Tiếng hát phủ khắp các đài phát thanh qua những ca khúc như bài ca Xây Dựng, Triệu Bông, Hồng. Năm 1982, Ái Vân sang Đức tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden và đoạt giải thưởng lớn. Đây là giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sau đó, cô đi diễn nhiều nơi trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.